Chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em lại đi ra mua đồ cho một vài bác ở Việt Nam. Có gửi mua mấy cái mic thì có một anh ở trong Sài Gòn, anh Hoa Bùi Hữu và Bùi và một anh một bạn ở bên Hà Nam. Thì có gửi mua hai người mua hai cái mic. Thì vì cái đồ loa mà em gửi cho anh Kiên ở Thái Bình đã về nơi, em có đăng trên tab cộng đồng của kênh YouTube em này. Thì anh ấy đã test ngon lành rồi, và loa thì em có đóng hộp, như nhiều bác vào comment là đóng hộp không chèn xốp với cái thứ ấy, nhưng mà em cái đấy em gửi đảm bảo đây, xuống trung tâm công ty vận chuyển thì người ta sẽ đóng vào cái hộp to của người ta, xong người ta sẽ gửi về Việt Nam, và nên là cái loa nó vẫn an toàn, không vấn đề gì cả đấy. Thì về an toàn rồi, nên có vài bác có muốn gửi em mua thêm. Thì có một anh ở trong Sài Gòn đã gửi cho em tiền mua một cái mic. Mà trước em cũng quay cái mic Sony cũ ấy. Đấy thì cũng có thêm một bạn là ở Hà Nam, bạn có gửi mua một cái mic ở trong cái quầy mà loa, cái quầy đồ cũ mà không trách ấy. Thì như trước em mua con chuột ở trong cái quầy không trách thì 60.000 đấy. Thì em về vẫn dùng ngon lành, và em thì thường mua ở cái quầy không trách vì giá nó sẽ rẻ hơn. Ở cái quầy trách khoảng tầm 100.000 lên 200-300.000. Đấy thế nên em hay mua đấy. Thì bạn đấy bạn cũng đã từng mua một cái ở bên này, là hàng ở quầy không trách và vẫn dùng ngon, nên là bạn ấy biết rồi, nên bạn ấy gửi em mua cái lại như thế nữa. Thì nhân tiện em nói luôn với một số anh chị là cái link Facebook ấy, thì em có để ở trên cái bìa của em đây, cái bìa này đây, cái hình bìa link Facebook có cái link ở góc đấy thì em để link Facebook ở đấy. Còn nhiều anh cũng vào link Facebook của em rồi nhé, xong rồi lại hỏi là số điện thoại của em là gì. Thì em đang ở bên Nhật này, thì em các anh lại số điện thoại cũng không gọi sang được. Nên là nhiều lúc em nghĩ là không cần gọi số điện thoại, mà Zalo em cũng không dùng số điện thoại của bên Nhật này. Và em cũng không dùng Zalo mấy, thực ra thế. Nên em ít vào Zalo, nên là các anh cứ đã vào được Facebook ấy, thì gọi điện luôn cho Facebook cho em được, không cần số điện thoại gì cả. Thì vì kiểu lúc mình có thể gọi video, mình có biết là xem nó có chuẩn hay không này. Rồi hai nữa là cái số tài khoản ấy, nhiều anh em có đăng trên đấy, em có nói video trước là cái số tài khoản của em ở Việt Nam thì vẫn dùng bình thường, số điện thoại em bên này vẫn nhận tin nhắn bình thường, chứ gọi không gọi được đâu, số gọi Việt Nam ấy. Nên sang bên này em bật chuyển vùng quốc tế thì vẫn nhận tin nhắn bình thường, nên là em vẫn nhận được cái thông báo khi mà có tiền trong tài khoản ngân hàng nó thay đổi ấy, vẫn nhận được bình thường. Nên là khi mà cái tài khoản của em gửi như thế nào thì cứ, nếu mà các anh chị nào các bác nào có muốn mua hàng thì cứ, nếu mà xác định mua thì cứ bảo em gửi số điện thoại, gửi số tài khoản thôi, em sẽ gửi và chuyển khoản đó cho em, thì em chắc chắn em sẽ đi mua cho. Cho em cũng không có vấn đề gì. Hôm nay trời rất là tuyết, ngoài này em đi sang ký túc đấy, bên ký túc nhà đẹp như này cho em không có nhà này đâu, nhà bên em cùi lắm, sang nhờ một bạn đi chở cùng hai đôi loa nữa đấy, nên em thì em sẽ quay luôn cho các bác coi. Đây thì em đi đã. Em ở nơi các bác ơi, giờ em sẽ vào trong xem còn hàng không để mua quay cho các bác nhá. Các bác xem nhá, em mấy tay nhân viên này gần nay gặp nhau có chào được không. Đây là cái quầy mic mới đây các bác. Đây nó có mấy cái mic, trước em mua mic cho anh Huấn Hoa Hường là mic này. Mic cái mic Sony định mua không biết còn không. Đây, mic của anh Huấn Hoa Hường đây. Mic này thì là Custom Chai Chris Corporation, cái này là công ty của Nhật nhé, công ty của Nhật, nhưng mà nó là nhà máy ở đặt ở Trung Quốc chứ không phải là ấy đâu, Made in China đây, chứ không phải là hàng sản xuất tại Nhật Bản, tuy nhiên là cũng là hàng công ty Nhật Bản, đảm bảo cái chất lượng của Nhật Bản thì vẫn là dùng ok chứ không vấn đề gì cả. Cái này có một cái mic nữa, cái mic này là mic chuyên hát hò kiểu thu âm cái thứ đây. Đây cái này là cái mic Fi-Fi USB. Con này là dùng USB, mic cắm USB. Có giá 2/2 khoảng tầm 450. Tiền Việt Nam con này có giá quai treo lên để hát thu âm các thứ. Còn một cái mic mà hôm nay em sẽ định mua cho một anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đây là cái mic Sony. Đây. Mic Sony cũ đây, đây các bác. Đây. Vừa đạp xe nóng quá, chờ em tí. Đây, đây là cái mic Sony cũ đây, có cả con này thì cũng là Made in China thôi, nhưng mà hàng Sony Nhật Bản. Cửa hàng là nhà máy đặt tại China gì đấy. Đây. Có cái dây kết nối cáp sản xuất 2011, con này 450. Của Sony. Đây. Em sẽ mua con này. Có cả bộ điều âm các thứ gì đây này.
Đây, từ ngày sẽ mua con này cho một anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh là mua con này. Này là chân dắt là USB à, chứ không phải là chân dắt vào đầu đĩa. Để em sẽ hỏi anh đợi xem là anh ấy có lấy không. Đấy. Lúc chờ anh kia anh trả lời xem là cái mic chân 3.5 có ok không. Em sẽ để quay mấy cái mic cái chỗ hàng công trách này cho các bác xem, cho mua cho các bạn ở Hà Nam. Đây có mấy cái dây cũng khá dài. Bên này có một cái kiểu nó như này. Cái này thì rất là nhỏ nhỏ như này. Này thì không biết là đây, dây có thể đến 3 mét đấy, 2-3 mét. Con này khoảng tầm 200.000 thôi. Đấy, mà bằng cái này là của Pioneer các bạn. Này, mà đây các bác thấy mic của Pioneer nhá, 200.000, hàng không trách. Nhưng mà trước em toàn mua hàng không trách này về em dùng thì vẫn ngon lành, chắc là vẫn đang còn hên thôi, chưa đen. Đây có một con mic đỏ này. Mic đỏ này là của HM700BR. Con này thì dây chắc là 2 mét mấy. Con này thì không thấy giá luôn. Lâu là không thấy giá nhỉ. Mới sang thấy giá. Không biết là bao nhiêu tiền đây. Đây có một con khác. Con này là cũng 670.000 của Pioneer khác. À chả, rẻ nhỉ. Tắt âm và bật âm. 70.000 nhá, của Pioneer nhá. Đây có một con khác 200.000 của Smart Karaoke. Ôi chả, khá đẹp đấy. Không có dây, chỉ có mic không thôi. Dây bắn rời bạn. Đây có một con này Sony này. Sony nhưng mà chân 3.5. Con này dây chắc phải 3 mét. Con này giá gần 250, 220, 230 đấy. Chà, nhẹ nhỉ. Nhẹ nhưng mà gọi là hàng cũng khá ok, hàng Sony mà. Đây có một cái dây dài, có một con dài này nữa, cũng không thấy giá rổ gì. Con này cũng của HM700BR, không thấy giá. Thì hỏi xem con này bao nhiêu tiền được. Đấy, thì sẽ mua cho các bạn này một con Sony như này đấy. Con này cũng chân 3.5 luôn. Em sẽ gửi cho bạn kia xem là có lấy con 3.5 này không, hay là sẽ lấy loại chân to kia. Thì em sẽ gửi cho bạn đấy để hỏi ý kiến trước, sau này em sẽ quay tiếp cho bạn xem con này nặng này. Đấy, thì em sẽ chụp cảnh gửi cho bạn đấy đã. Đây có loại của USB này bạn, dây rất dài, có chân USB. Con này là của Joy Sao, không biết thông tin gì. Có một con đen và một con màu trắng. Đây, có một con đen này, cũng chân USB này, dây dài lắm. Con này wifi rồi, con này sử dụng ở wifi luôn hả? Đây à, dây dài 3-4-5 mét. Rồi em sẽ hỏi bạn Hà ở hướng ở Hà Nam xem là bạn sẽ lấy con nào. Đây ạ, đây có thêm hai con mic Sony khá là ngon. Con này thì cũng tầm chưa đầy 250, tầm 230.000 gì đấy. Con này dây khá dài. Đấy, con này còn khá mới. Đây, Sony này. Coi nhà bác xem. Đấy, Sony nhá. Tất nhiên là cũng made in China thôi. Chứ không hàng Trung Quốc, không phải hàng Trung Quốc nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Đây có một con Sony nữa ngon hơn. Con này khá ngon. Con này thì gấp đôi con đấy, gần 500.000. Đây, Sony luôn. Chân to. Chân cắm âm ly. Còn lúc nãy mấy con đầu kia có con chân cắm một điện thoại, chân 3.5. Đấy thì đang hỏi bạn Hoa, à bạn Hào ở Hà Nam xem nó có lấy con mấy hai con này không. Còn anh Hoa trong thành phố Hồ Chí Minh thì anh ấy sẽ đã lấy cái con như của anh Huấn Hoa Hường hôm trước em gửi. Đấy thì hai con này nữa thì em sẽ gửi lại cho hai anh ấy một lần nữa xem là có ưng hai con này không để em mút luôn. Giờ thì trời ngoài trời nó lại mưa tuyết rồi, đen quá. Đây, như các bác có thể thấy được ngoài trời tuyết rơi to, đen quá. Định tranh thủ trời nắng để đi mà ra nơi nó lại mưa này thì không biết là khi nào về được. Nhà xa chứ không phải là gần đâu. Đây, con Sony đen này thì là con FV320 nha bác. Con này thì giá mới nó là gần 500, 456, 457 gì đấy. Cũ giảm đi còn nửa, khoảng 10 ngày.
có dynamic microphone này, F320 này, nhưng mà con này thì là thân của nó là bằng nhựa tổng hợp thôi. Còn cái con trong này là cái con F620, nghĩa là đời gấp đôi con này rồi. Con này màu bạc trắng này là thân của nó bằng hợp kim. Đấy, cũng bảo hành 10 ngày. Giá mới của nó là 1 triệu. Bây giờ giảm giá xuống còn là 4,5 triệu. Hơn 4,5 triệu tí. Đấy. Sau một hồi hỏi giá của hai vị khách thì mình có một bạn Hào ở Hà Nam quyết định sẽ lấy một cái đôi microphone Dynamic HM700BS này. Dây chân to và liền như thế này, bạn ấy thích cái kiểu như này. Còn một con đỏ như này nữa thì cũng là H700BR. Nhưng mà cái này không thấy ghi giá thì mình sẽ lên hỏi giá để lấy cho bạn này đôi như vậy. Còn anh Hoa ở dưới thành phố Hồ Chí Minh ấy. Là anh Hoa của Hồ Chí Minh sẽ lấy con Sony này. Sony con này đắt, sắt trăm miếng, quá đẹp, ngon. Đây mình sẽ cầm mấy con này lên để đi tí sẽ đến mua thanh toán. Đây là hai con này. Đây vì hai con vừa đây mình vừa lên hỏi giá thì có 100.000 cái. Thì còn cái con này nó cũng gần 100.000 cái nữa, 100.000 cái nữa. Thì lấy luôn cho bạn Hào ở Hà Nam, nghĩa là lấy luôn ba con. Đấy giờ em sẽ đi ra để thanh toán cái mấy cái con hàng này. Đây thì em đã về nhà đây các bạn. Đây là một cái mic em mua cho anh Bùi Hoa đấy, anh ở trong Sài Gòn. Con này là có giá của nó là 450.000 hơn chút. Thì trả tiền ship cho anh, có một người em hay người cháu gì bên Nhật này sắp về thì em sẽ gửi cái này xuống dưới đấy thì anh sẽ mang về, cháu của anh sẽ mang về cho anh đấy. Thì cả ship ở đây nữa là khoảng tầm 700.000 nhé. 700.000 anh gửi cho em 700.000, coi như là em cái mình em không lấy công gì cả, thì là 700.000 cả tiền hàng và tiền ship thôi, thì coi như là gần khít khít, có dư đâu một vài chục nghìn thôi, coi như là em không lấy công cái mic này. Và đây là cái mic của em mua cho một bạn Hòa ở Hà Nam, bạn ấy gửi cho em 550.000 và em mua cho bạn ấy ba cái mic như thế này luôn, thì còn gần như là em cũng không lấy công như cái mic này cả, vì mấy cái nhỏ này em không muốn lấy công, sau này anh em còn nhờ thì mua luôn một thể. Đây là mic của Pioneer này. Hai cái mic này là của HM700BS và HM700BR nhé. Hai cái mic này, một cái xanh một cái đỏ này, và một cái Pioneer. Cái này rất là nặng hơn hai cái này nữa, nhưng cái này không có dây. Thì ba cái này cộng lại thì cả tiền ship về Việt Nam thì cái coi như tiền bạn ấy gửi thì cũng gần như là khít khít thôi. Thì bán là 100.000 cái, 100.000 cái, 100.000 cái, 300.000, còn lại 250.000 thì cái tiền gửi về Việt Nam thôi nha. Thì coi như tiền em cũng không lấy phí gì cả. Ba mic này, đây là thành quả này, cái mic cũ cho anh em ở Việt Nam gửi. Đây thì cảm ơn các bác đã theo dõi video, và các bác có gửi mua hàng thì cứ nhắn tin qua Facebook, gọi điện trực tiếp cho em. Nhiều lúc nhiều bác nhắn tin quá em cũng không trả lời kịp ấy, thì thành ra các bác thông cảm. Rồi, cảm ơn các bác, xin kết thúc video ở đây.